Minh Dũng chào người anh em đang ở Hồ Tràm Biển Chủ nhật hôm nay 18. Sao mà đông mà vui thế này luôn? Chúc mừng du khách đã quen về Hồ Tràm Biển, về đây tắm rất đông, trải dài rất đông. Nước thì nước êm, ít sóng, rất là đông du khách, tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp. Xin chào cô chú anh chị tại Hồ Tràm bãi tắm công cộng. Sunday morning, Chủ nhật 18 tháng 6. Ở cano đã đưa ba cháu nhỏ lướt sóng. Sướng không? Mặt tươi cười có sợ gì đâu. Đi một vòng 300 ngàn thôi. Ba cháu chắc là lớp 4, lớp 5 thôi. Rất thích thú khi được đi cano. Hồ Tràm Biển sáng Chủ nhật là đông nhất trong trong tuần. Thứ bảy, chiều thứ bảy cũng đông. Chiều Chủ nhật thì không đông lắm, tại vì phải tắm rồi lo đi về lại. Hồ Tràm Biển gọi, bãi tắm công cộng hân hoan chào đón du khách thập phương về đây dùng hải sản và tắm biển. Biển hôm nay thì nước không trong lắm nhưng mà sóng nhẹ, sóng êm, rất là dễ tắm. Khu vực này không có lỗ, không có hang gì hết. Cano, tàu chuối, tàu lượn đang lướt đây, đẹp lắm luôn. 4 chiếc đang lướt luôn. Đây, chiếc này chạy nhanh nhất nè. Đó, chiếc này chạy nhanh nè, tốc độ cảm giác nè. Đấy, sướng chưa? Đó. Rồi bên đây, tiếp theo nè. Rất vui. Tuyệt vời. Chào người anh em nha. Máy cày vừa hỗ trợ một chiếc ghe xuống sát biển để đi đánh bắt hải sản. Ghe lướt sóng ra khơi. Mà hôm nay ít sóng nên là dễ lướt lắm. Đi đánh bắt giờ này thì khoảng 3 giờ chiều ghe chở vô lại. Rất hay. Hai chiếc thuyền lớn neo đậu. Nước nơi đó cũng cạn thôi. Tuyệt vời, Hồ Tràm quê em đó. Về cho cái giò đi. Đó đây đấy. Nơi neo đậu của ghe thuyền. Dễ thương quá. Hai bố con nhìn hình ảnh sao mà thân thương quá. Chai nước suối. Bố bắt được ốc, bố cho một cái chai. Đứa con cũng dễ thương. Bố tuyệt vời. Mặc áo phao đàng hoàng nha. Nắng lên rồi, nóng rồi mà nhờ nước biển, biển ít sóng, biển êm nên tắm rất là đông. Khí thế. Đây
Trầm này tắm đồng thật. Ghẹ, ghẹ ngon mà 350 2 kg. Không có to lắm, vừa vừa. Có ghẹ xanh tươi rói luôn. Từ đây tắm lại thôi, phía trên kia không an toàn lắm. Nơi này đâu có sợ nắng đâu. Bố cứ bế con ra tắm à. Rất là vui. Dưới biển mà cũng giống như là trên một cái sân chơi ở khuôn viên nào. Chơi thảy banh, nhồi banh, các trò chơi bắn súng nước. Rất là vui. Quá vui luôn. Đang mò đó, đang mò ốc với cát á, được buộc bịch luôn. Trời ơi, biển Hồ Tràm, Sunday Morning, du khách nè vừa tắm biển vừa bắt được một bịch ốc luôn, nhiều thế, quá nhiều luôn, để một bịch ốc to luôn, đó, rồi ngon lành quá này, sát bờ biển luôn. Được một bịch to luôn. Hay quá. Nhiều đó là nhậu đen bịch nữa. Hai bịch luôn rồi. Quá hay. Hay quá. Từ ngoài xa nè. Các trò chơi nè. Cổng nhau bắn xuống nước nè. Chàng cổng nàng. Mình nàng to quá. Bắn xuống nước nè, chiu chiu chiu. Không nên, tại vì bắn vô mắt, vô tai nó không tốt. Cái lực đi cũng mạnh lắm. Vui chơi thế này dễ thương nè. Đó đó, bắn vô lưng, vô vai thì được. Cano chuẩn bị đi đưa khách đi nè. Quá đẹp. Người quen quá trời luôn. Quá chừng người quen luôn. Đó. Đó, đó. Đó. Chết, 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 chết. Lớn mà bắn em bé kìa. Trúng mắt em này. Trúng mắt em này. Tắm biển như tắm hồ vui vẻ. Quá dễ thương. Trải dài tới 200-300 mét như thế này. Thích thật. Nắng chang chang vậy mà đông vậy. Có một cái team ở trên đây rất hay nè. Bên Phật giáo nè, Minh Dũng sẽ lên quay nè, trên đây nè. Đây, đây. Bé dễ thương vô cùng. Trắng trắng bum luôn. Ừ.
Minh Dũng cũng rất là vui. Hồ Tràm được đón rất nhiều du khách thập phương từ mọi miền đất nước về đây tắm biển và dùng hải sản. Hai ngày thứ bảy chủ nhật là đông thế này. Quá đẹp. Trời, tắm chỗ này vui ghê. Bãi tắm công cộng. Rất đông du khách luôn. Tuyệt vời luôn. Biết chiếc này là chiếc gì không? Lướt sóng bằng cái phao này sướng lắm. Em ơi, chiếc này gọi là chiếc gì? Chiếc này gọi chiếc gì? Phao bay. Một lần đi mấy người? 6 người là bao nhiêu tiền một chuyến vậy? Một trăm rưỡi. 6 người được ngồi được 6 người luôn hả? Còn ít người được không? Dạ chị. Chị có cảm giác mạnh này thích lắm á. Đi biển nên chơi những cái trò chơi này. An toàn lắm. Phao bay tàu chuối nè. Đấy nè, bắt đầu một gia đình sẽ đi phao bay. Chơi bóng trên nước nè, dễ thương không? Chị, mình đi không đủ 6 người thì sao chị? Không đủ 6 người thì trả tiền sao? À, tính đầu người hả? 100 người hả? À, 150 người. À, bớt hả? Nhỏ là 100, người lớn là 150. À, tính đầu người hả? À, chúc mừng chị có chuyến đi vui vẻ nè. Có đồ cầm đó, có cái đồ cầm. Phao bay chuẩn bị bay nè, có 6 vị trí chỗ ngồi mà cái tính đầu người, người lớn 150, học sinh 100. Rất là đẹp, tài công đây. Một trầm này vui thật, phải sáng nào cũng vui như thế này thôi. Rất là vui, một gia đình chơi rất là vui. Người tắm biển vui quá. Trời ơi, khỏe quá, khỏe vậy con. Con bao nhiêu tuổi đây con? Hả? Trời ơi, khỏe chưa? Minh Dũng xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Minh Dũng chia sẻ hình ảnh tại biển
bãi tắm công cộng Hồ Tràm, Sunday Morning, Chủ nhật 18 tháng 6. Một gia đình đi phao bay. À, cano sẽ kéo phao bay. Một gia đình. Người lớn 150, ba em nhỏ là một người 100, 450, mà phao bay là kéo được tới 6 người, mà tính đầu người bắt đầu bay. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hay quá luôn. Rất an toàn, lướt trên sóng biển.